Okay, hello, hello, hello. Yes, alright. Yeah, cô xin lỗi vì máy của cô nó bị vừa bị đông một chút. Yes. Okay. Yeah, hello. Con có nhìn thấy màn hình của cô không nhỉ? Có Okay, vậy mình tiếp tục nhá. vâng ạ. Alright, good job. Okay. Yes. Yes. Okay, cô muốn hỏi con một câu là cô rất là tò mò về sở thích của Khánh nha. Con biết cái câu hỏi về sở thích là như nào không? Không, Ờ con chưa thì học. con chưa học hả? Thì bây giờ cô hỏi con một câu nha. What is your favorite color? Color nghĩa là gì nhỉ? Có Color. Ừ, màu gì con? là con thích màu gì, Ừ, đúng rồi, bạn chính xác thích màu luôn. Đúng, chính xác luôn. gì? Thế thì Khánh sẽ trả lời nào. Your answer is yellow. Alright. Màu của Khánh yêu thích là yellow đúng không? Alright. Yes. Rồi, Khánh hỏi lại cô. Nào, Khánh hỏi lại cô. Ask me. Con hỏi lại cô xem nào. Hello. Hello. Okay. Yes. Can you hear me? Yes. All right. Bây giờ cô sẽ hỏi con một vài câu hỏi nhé. Thế thì bây giờ con thử hỏi câu hỏi là sắc màu ưa thích của anh ấy là màu gì? Khánh sẽ hỏi như thế nào? What color is What color is this? Có nghĩa là ví dụ câu hỏi là what color is this? Con trả lời như nào? it? À, it is red. Đúng không? It is red. Đó là màu 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 gì nhỉ? Màu gì đây? Màu đỏ. Ok, màu đỏ đúng không? Thế bây giờ cô muốn hỏi con là màu ưa thích của anh ấy là màu gì? Cô hỏi con là what is your favorite color? Được chưa nhỉ? Đấy là hỏi về màu ưa thích của con. Thì bây giờ hỏi là màu ưa thích của anh ấy. Cô sẽ viết cho con một câu nha. Alright. Yeah. Yes. Là cô viết cái câu của Khánh này. What is your favorite color? Đúng không nhỉ? Thế thì
Khánh trả lời với cô là yellow. It is yellow. Đúng không nhỉ? Thế bây giờ cô hỏi con là để hỏi màu ưa thích của anh ấy thì con sẽ làm như nào? Cô sẽ hỏi là con sẽ hỏi như nào? What is your friend color? À, what is your friend color? Okay. Rồi, thì cô sẽ viết một câu như này xem Khánh có dịch được cho cô không nhá. What is his color? What is his favorite color? Khánh nhìn thấy cái câu thứ ba của cô chưa? Rồi ạ. Thế con thử dịch cho cô câu này xem nào. Cái câu này mình dịch là bạn nam đó thích màu gì ạ? Yes. Đó là bạn nam ấy thì thích màu gì, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thay là your là dịch ra là của bạn, và chúng ta thay vào đó là his là của bạn nam đó. Được chưa nhỉ? Không. Yes. Không. Thế thì yes. Okay. Bây giờ cô sẽ đưa cho Khánh một câu trả lời mẫu. Đấy, xong đấy Khánh sẽ giúp cô trả lời một câu hỏi, một câu trả lời tương tự như vậy. Bây giờ nhá, cô sẽ trả lời là his favorite color is blue. His favorite color is blue. Khánh phát âm cho cô nè, cả câu nè. Hai bạn. Bạn. His bạn nam đấy thích. Bạn nam đấy thích màu xanh là ok. Xanh, xanh nước biển, đúng rồi. Thế thì bây giờ con đọc cả câu tiếng Anh cho cô nè. Hai bạn. Different color is blue. His different favorite. Friend. Favorite. Đúng rồi. Color is blue. Yeah, okay. Bây giờ Khánh đưa cho cô một ví dụ là màu ưa thích của anh ấy là màu nâu. Nào, con sẽ nói như nào? Con sẽ nói his friend's color. Từ này con phát âm như nào nhỉ? Friends. Favorite. Yes, favorite. Alright. Yeah, đúng rồi con. Favorite. Color is brown. Đúng rồi. Can you spell it for me? Can you spell for it for me? Spell nghĩa là gì nhỉ? Đánh vần. Đánh vần. Đúng rồi, đánh vần. Nào, con có thể đánh vần cho cô cái từ đấy nào. B U O T W N. Yeah. Ok. Thế con thử đánh vần cho cô từ blue xem nào. Blue. B L O E. B L O U B L U E. Đúng rồi, chính xác luôn. Yeah. B L U E. Alright. Rồi, ok.
Thế nhá, bây giờ chúng ta sẽ có một cái mẫu câu mới. Khi mà con muốn hỏi ai đó về cái màu ưa thích của họ thì con có thể sử dụng mẫu câu là What is your favorite color? Và con sẽ trả lời được rất nhiều các câu hỏi về color bởi vì chúng ta có bao nhiêu màu nhỉ? Chúng ta có 24 màu. 24 màu. Ok. Dạ, đấy là câu trả lời của con, 24 màu. Thế 24 trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc như nào? Friend to Số 4 mình đọc như nào nhỉ? to 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 À, 20. Số 4 hả? từ 4. Đúng rồi. 20 là 20 này. 24 chúng ta đọc là đúng rồi, 24. Yeah. Thế số 10. Khánh có biết số 10 trong tiếng Anh như nào không? có Số 10 con đọc như nào? ten Ok, chính xác rồi, 10. to Ok. lên nói chuyện to thêm mà học nói ní nhí cổ. Ok, rồi. Ok, can you see Can you see it? Can you see my slide? Yes. Ok. Yes, alright. Rồi, bây giờ Khánh nhìn vào đây cho cô. Khánh giúp cô đọc cái phần này nè. Can you Name is Ellen. Elsa. You Elsa. Yeah. You Long. And we the my and blue What is this? My gì đây nhỉ? My my the eyes are eyes blue. and blue Đúng rồi. Tiếp theo nào? Đoạn thứ hai nào? Từ này đọc là gì? Vừa nãy cô có phát âm từ này cho con rồi này. Từ này đọc là gì nhỉ? Đúng rồi. Chính xác, nhớ rất tốt. He's my His friend. is He's John. no Yes. friend. Tiếp theo nào. No. He's And he's got you are brown, brown đúng rồi. And and curly, curly. curly Đúng rồi, curly curly hair hair. Con biết không, curly hair. curly Khánh ơi, có nhìn thấy tóc của cô như nào không? Tóc của cô như nào nhỉ? tóc của cô ngắn Nhưng mà cái đoạn này của cô làm sao? Đoạn này của cô làm sao? Nó như thế nào nhỉ? nó bị xoắn Đúng rồi, nó bị nó bị xoăn. xoắn Đúng rồi, nó bị xoăn, nó bị xoắn, đúng không? Thế thì chúng ta có curly hair, có nghĩa là tóc xoăn, được chưa nhỉ? Yes, ok. rồi. Được rồi, nào tiếp theo nào. Từ này. Đi His. is he Mắt của chúng ta, is mắt mắt của chúng ta phát âm như nào con? a bird Eyes. as Đúng rồi. Tiếp theo nào. I am blue. R. I am R. are Đúng rồi. blue. Are blue. Yeah. Rồi, từ cái tiếp theo nào, last one nào, last one nào. Bây giờ cô sẽ phát âm nhá. Sau rồi Khánh sẽ nhớ và thử lặp lại giúp cô được không nhỉ? Ok. Yes. Cô ơi, cô mà mấy cái từ này em mới học À, thì mấy từ đừng này đừng con mới biết. học đúng không? Nên là con chưa biết. Dạ, cô chỉ xem là con phát âm như thế nào thôi.
Cô gọi con phát âm và xem như là con có phát âm lại được như cô không? Con bắt chước cái phát âm của cô nhé. Yes. Yeah, okay. Thank you. Yeah. Bây giờ cô phát âm này, dòng đầu tiên này. Okay, listen to me. Yeah, listen to me này. Her name is Anna. Her name, yeah. Yeah. Her name is Anna. Ừ, con chỉ cần dịch cho cô là từ này nghĩa là gì? Khánh có biết từ này nghĩa là gì không? Short. Short. Con tắt mic mất rồi. Con tắt mic mất rồi. Alo. Yes. Dạ. Đây học. Đâu Khánh? Khánh. Okay, yes. Dạ. Rồi, Khánh nhìn cho cô cái từ mà cô chỉ nhá. Cái từ cô chỉ bằng mũi tên màu đỏ ấy, thì Khánh thử nhìn từ này, Khánh dịch cho cô xem nào. Từ short này xem nào. Từ này con biết không? Nghĩa là gì nhỉ? Từ short là dài. À, từ short là dài hay là ngắn? Tóc của cô thế nào nhỉ? Tóc của cô thế nào nhỉ? Ngắn. Đúng rồi. Vậy từ short nó là ngắn. Yeah. Tóc của cô màu gì? What is its color? Màu đen. Black. Đúng rồi, black. Black. Đúng rồi. Yeah, good job. Ok, yeah. Rồi thế bây giờ cô hỏi con thêm một câu nữa này. Thì trong nhà con ấy, trong nhà con này, hoặc là con đã từng watch TV này, đấy, hoặc là nghe nhạc, hay là con xem chương trình, thì con đã biết những cái con vật gì trong tiếng Anh rồi, con có thể chia sẻ với cô không nhỉ? Yes. Yes. Can you share it with me? Con gì nhỉ? Quên này, nói con đi. Được học rồi. Có những cái con gì mà Khánh đã học nhỉ? Đọc to lên. Sư tử. Ừ, dạ, yeah, sư tử, rồi. Lion. Lion. Ok, sư tử là một này, lion, ok. The second. Con ngựa là gì? Con ngựa là gì? Con chưa học. À, con ngựa quả con chưa gì? Học hả? Quả bóng ngựa. Là đọc là gì nhỉ? Chúng ta đọc là gì nhỉ? Ball. Ball. Okay. Yeah. Can you spell it for me? Quả bóng con phát âm cho cô, con đánh vần cho cô nào. B gì nhỉ? B A O L L đúng nhỉ? Yes. Nào, con đọc cho cô nào. Okay, read after me. Ball. Ball. Ơi. Okay. Biết ơi. Dạ. Okay. Rồi để cô xem lại màn hình nhá, tại vì cô cũng không biết sao nó lại bị nhảy lên. Ok, Khánh nhìn cho cô chưa nhỉ? Nghe rồi. Ok, rồi, cô đang nói đến chữ gì nhỉ? Cái cỡ. Cái chữ này, nào. Quả bóng trong tiếng Anh là gì nhỉ? Bồn. Yeah.
Can you spell it for me? How do you spell it? B. B. Oh, con tắt mic rồi. Con tắt mic rồi. Mic. Con tắt mic rồi Khánh ơi. Mic mic. Con tắt mic rồi. Con tắt mic rồi Khánh ơi, cô không nghe thấy. Ok, con nhìn thấy cô chưa nhỉ? Alright. Rồi, cô đang nói đến cái chữ gì nhỉ? Record, cô đang nói đến B, đúng rồi, con đánh vần tiếp cho cô nào. B này, quả bóng là B này, gì nhỉ? A. Đúng rồi, A. Air. Đúng air. Rồi, đúng rồi. Ok, Khánh đọc giúp cô nào. Pronounce it for me. Ball. 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 Đúng rồi. Ball. Yes, yes. Yes, đúng rồi, ok. Rồi, thế là hôm nay chúng ta đã học về rất nhiều thứ. Và trong đó thì cô đã dạy Khánh về cái gì nhỉ? Cách hỏi về... Cách hỏi về màu và tên. Đúng rồi, và cách hỏi về màu. Tên. À, yeah. Thế thì bây giờ Khánh đã tự tin. Khi mà ai hỏi con là đánh vần tên của con thì con có tự tin không? Có. Có đúng không? Ok. Vậy thì nhá, về nhà ok, Khánh sẽ cố gắng nhớ cách đánh vần tên cho cô này, đúng không nhỉ? Và con sẽ luyện tập hỏi mọi người màu ưa thích của mọi người, đúng không nhỉ? What is your gì nhỉ? Màu ưa thích. Cách hỏi màu ưa thích là cô dạy con là chúng ta hỏi như nào nhỉ? What? Là how spell John. Đúng rồi, đúng màu rồi. Màu yêu thích hả cô? Đúng rồi, đúng rồi. Còn là màu ưa thích? What color is it? What is what color is it? Đấy là hỏi là màu của con màu là. Đấy hỏi là đấy là màu gì? Thế con hỏi màu ưa thích của bạn là gì thì con phải hỏi là What is your favorite color? What is your favorite color? Được chưa nhỉ? Cô sẽ viết nha. What is your... Yeah. Rồi, Khánh đọc lại giúp cô nào. Color. Ok, three times. Đọc cho cô ba lần. What is your favorite color? What color is it, brother? What is your friend? What is friend color? Favorite. What is friend color?
What is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite? What is your favorite color? Ah. What is your favorite color? What is your favorite color? Favorite. Đúng rồi. Đúng rồi, lần cuối, con đọc lần cuối cho cô nào. What color favorite color? À, what is your favorite color? Your color. Đúng rồi, okay. Okay. What is your con nhìn vào đây cho cô nào. Con nhìn vào đây cho cô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. What is your favorite color? Đúng rồi, okay. Cuối cùng lần cuối đã phát âm đúng cho cô. Okay. Yeah. Okay, rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nhớ cách học và cách hỏi cái màu ưa thích của mọi người nha, Khánh nha. Ok. Yes. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhá. Ok. Rồi, any question? Con có câu hỏi gì cho cô không nhỉ? Ok. Con có câu hỏi gì cho cô không nhỉ? Ok, yes. Rồi, thế thì cô hẹn con buổi sau nhá. Không. Được chưa nhỉ? Ok. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye, my dear.